Xin chào tất cả các anh em trader đã quay trở lại với chuyên mục phân tích thị trường vàng và forex vào mỗi thứ bảy hàng tuần của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Ngày hôm nay thì Thúy làm clip sớm hơn mọi khi, bởi vì là cuối tuần Thúy không có thời gian để làm nên là mong các anh em thông cảm. Thì cái thời điểm mà Thúy quay clip này thì giá vẫn đang còn chạy, nó là vào cuối phiên Âu và cũng là như gần là cuối phiên Mỹ rồi. Thì Thúy hy vọng rằng là cuối phiên này không có cái biến động giá nào lớn ảnh hưởng đến cái chiến lược giao dịch của chúng ta cả. Thì bây giờ chúng ta sẽ cập nhật lại những hành động giá trong tuần và lên chiến lược giao dịch cho tuần tiếp theo ha. Rồi chúng ta bắt đầu nhé. Paying commission to buy stocks is like getting a red card at the start of the match. Như thường lệ thì Thúy sẽ bắt đầu với vàng ha. Trong tuần vừa rồi thì chúng ta chứng kiến là vàng giảm khá là mạnh đúng không nào? Tuy nhiên thì khi mà về biểu đồ H4 thì các bạn sẽ thấy rằng là vàng giảm rất là mạnh. Nhưng thực tế thì trên biểu đồ D1 thì những cái đợt giảm giá của vàng nó không được liên tục. Và thực tế thì nó không có các cái nến có thực sự có cái thân nến lớn liên tục. Cho nên nếu mà xét về động lượng thì đây không phải là một động lượng giảm mạnh. Thì các bạn thấy đây là cái ngưỡng hỗ trợ của chúng ta. Giá tiếp cận đến cái ngưỡng hỗ trợ này và nó bắt đầu động lượng của nó lại yếu dần. Thì cuối tuần này thì kết thúc phiên các bạn sẽ xem xét cái nến này nó kết thúc như thế nào. Thì nếu như nó kết thúc là một cái nến doji hoặc là một cái nến có đuôi nến dưới thì chứng tỏ là động lượng khi chạm đến cái vùng hỗ trợ này nó đã bắt đầu yếu đi rồi. Đó thì lúc này chúng ta vẫn có thể tiếp tục có cơ sở để giữ cái lệnh mua với nến đuôi chuột túi này ha. Rồi thì nếu như qua tuần sau thị trường tiếp tục giảm giá mạnh thì lúc đó chúng ta sẽ cân nhắc thoát lệnh. Còn trong trường hợp giá bật ngược lên từ ngưỡng hỗ trợ này thì chúng ta tiếp tục giữ lệnh ha. Đó, vàng thì view là chúng ta vẫn kỳ vọng là thị trường tiếp tục tăng giá cho đến khi nào mà nó phá vỡ cái ngưỡng hỗ trợ quanh 1760 này thì khi đó chúng ta sẽ xem xét sau ha. Xem xét sau bởi vì khi mà nó phá vỡ cái ngưỡng 1760 này thì cái vùng đỉnh 1830 này này nó sẽ trở thành cái vùng đỉnh quan trọng, bởi vì lúc đó vàng có khả năng sẽ có một cái xu hướng giảm ngắn hạn đây. Đó, xuống giảm ngắn hạn đây thì lúc đó chúng ta sẽ có trend line giảm. Đó, thì lúc đó chúng ta thị trường lúc đó nó sẽ khác ha, cấu trúc giảm giá và tăng giá đều cùng đang tồn tại thì lúc đó cái việc mà xu hướng, cái việc mà chúng ta giao dịch theo xu hướng nó sẽ không còn cái lợi thế nữa. Cho nên là chúng ta hiện tại thì giá vẫn đang duy trì phía trên ngưỡng hỗ trợ này, cho nên là chúng ta vẫn tiếp tục giữ lệnh mua ha. Còn sau đó thì chúng ta xem cái hành động giá trong tuần sau như thế nào rồi chúng ta tính tiếp nhé. Đó, nói chung vàng thì cứ duy trì phía trên ngưỡng hỗ trợ này thì chúng ta vẫn có cái cơ sở chúng ta giữ lệnh. Ngoài ra nếu như nó tiếp tục tạo cái tín hiệu mua ở cái vùng hỗ trợ này thì những anh em nào mà chưa vào được lệnh thì cũng có thể canh mua lại ở vùng này nhé. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp Euro USD ha. Euro USD thì thật ra là thị trường vẫn đang trong cái vùng giá đi ngang, đúng chưa nào? Đó thì các bạn thấy này, giá đi ngang rất là lâu rồi, hơn tháng rồi. Đó thì cái kiểu thị trường này nó tạo ra cho chúng ta một cái tạo ra cho chúng ta cái điều kiện là để cho giao dịch mô hình nụ hôn cuối khá là thích hợp ha. Thì chúng ta sẽ đợi giá phá vỡ một trong hai vùng rồi chúng ta sẽ tìm cơ hội chúng ta giao dịch. Ở đây nếu như giá phá vỡ vùng dưới thì chúng ta đợi giá quay trở về retest, sau đó thì chúng ta sẽ giao dịch theo mô hình nụ hôn cuối. Còn trong trường hợp nó phá vỡ cạnh trên thì các bạn có thể giao dịch ngắn hạn cho đến cái ngưỡng kháng cự quanh vùng 1.16, sau đó thì chúng ta sẽ tìm cơ hội chúng ta bán xuống theo xu hướng giảm mà. Nói chung là chúng ta giao dịch theo xu hướng vẫn là tốt hơn. Đó. Rồi các bạn để ý này, thật ra trong cái vùng giá đi ngang này thì chúng ta thấy là cái áp lực mua thì nó vẫn đang chiếm ưu thế hơn áp lực bán ha. Đó, thì chúng ta thấy rằng là các cái nến tăng liên tục hình thành và có hình thành đáy cao hơn đáy trước đó. Đó chỉ cho nên là cái việc mà chúng ta kỳ vọng là thị trường có khả năng nó sẽ phá vỡ cạnh trên nó cũng sẽ cao hơn ha. Đó, nói chung thì hành động giá cũng không thể nói trước được. Chúng ta chỉ việc chờ thôi chứ không nên giao dịch trong cái điều kiện thị trường đi ngang như thế này nhé. Nói chung là euro thì chúng ta vẫn nên chờ thôi, phá vỡ một trong hai vùng rồi sau đó chúng ta tìm cái cơ hội chúng ta giao dịch ha. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp bảng Anh và USD. Bảng Anh và USD thì đã tìm đến cái vùng 1.36 mà Thùy đánh dấu rồi ha. Đó, giá đã phản ứng với vùng này và tạo một cái nến có đuôi nến
trên rồi đó, nhưng mà nó không phải là tín hiệu hợp lệ vì đây là cái nến có thân nến tăng và đóng cửa cũng gần với lại cái vùng giữa của cây nến thì không nên ha, không nên giao dịch, đây không phải là tín hiệu đẹp. Thì các bạn thấy là giá phản ứng với cái vùng này khá là rõ, nhưng chưa có tín hiệu thì chúng ta vẫn đứng ngoài thôi, chúng ta chờ thêm hành động giá ha. Thì chúng ta sẽ xem xét xem trong tuần sau xem giá liệu có tạo được tín hiệu không. Nếu như không tạo được tín hiệu thì có khả năng nó sẽ tiếp tục tăng. Thì cái ngưỡng kháng cự tiếp theo mà nó có thể tìm đến là vùng 1.38 này. Đó, thì lúc đó cái vùng này thì chúng ta vẫn có thể tìm cơ hội chúng ta canh bán nha. Nhưng nếu như mà giá phá vỡ vùng này nữa thì cấu trúc giảm giá này của bảng Anh là thay đổi rồi. Đó là lúc đó chúng ta không có nên canh bán nữa, mà có khả năng chúng ta phải chuyển qua canh mua ha. Thì hiện tại thì anh em cứ canh bán ở một trong hai vùng thôi, 1.36 này và vùng 1.38 ha. Nếu như có tín hiệu, còn không có tín hiệu thì anh em bắt buộc phải đứng ngoài nhé. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp đô la Úc và đô la Mỹ. Đô la Úc và đô la Mỹ thì đang tìm về cái vùng 0.71 rồi. Đó, đây là cái vùng mà chúng ta có thể canh mua ngắn hạn theo xu hướng tăng. Xu hướng tăng ngắn hạn đây thì có vẻ trendline tăng lắm, để cho mọi người nhìn rõ hơn. Thì chúng ta sẽ chờ xem liệu đô la Úc và đô la Mỹ có tạo được cho chúng ta tín hiệu quanh cái vùng này không, để mà chúng ta canh mua ngắn hạn ha. Thì nếu như anh em nào mà mua ngắn hạn ở vùng này thì chúng ta có thể chốt lời quanh vùng 0.7450 ha. Đây là cái ngưỡng kháng cự trên khung thời gian D1. Nó là vùng trendline hợp lưu với vùng giằng co, đồng thời là gần với vùng đỉnh trước luôn. Đó, đây, xu hướng giảm của đô la Úc. Đó, thì hiện tại thì chúng ta có thể mua ngắn hạn thôi, chứ còn đối với cái xu hướng tăng này khi gặp những ngưỡng kháng cự mạnh của trên khung thời gian D1 hoặc là cái ngưỡng kháng cự quan trọng trong cấu trúc xu hướng á, thì nó có khả năng nó sẽ bị đảo chiều. Và nếu như cú đảo chiều nó đủ mạnh thì nó có thể làm thay đổi cấu trúc tăng ngắn hạn này luôn á. Và cho nên là đến cái vùng này chúng ta nên thoát lệnh chứ không nên giữ ha. Rồi, thì đô la Úc thì tạm thời anh em nào mà giao dịch ngắn hạn thì có thể chờ mua quanh vùng 0.71. Còn nếu như anh em nào muốn bán dài hạn thì chúng ta chờ lên vùng 0.7450 hoặc là vùng 0.75. Rồi sau đó thì chúng ta tìm cơ hội chúng ta bán nhé. Tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp NZD và USD. Cặp tiền này thì thực ra là nó đang bắt đầu hình thành cái vùng giá đi ngang quanh cái khu vực này, quanh khu vực là 0.68, 0.67. Nhưng mà các bạn thấy là hành động giá nó đi không được đẹp lắm đúng không? Giá phản ứng với vùng 0.68 rồi bị đẩy xuống nhưng không có tạo được cái tín hiệu nào cho chúng ta cả. Và chúng ta cũng không nên bán cái vùng này vì cái lợi thế của chúng ta không có tốt ha. Rồi thì các bạn để ý này, thì đối với lại cái cặp tiền này thì chúng ta nên đợi lên vùng trên, vùng 0.69 này thì chúng ta canh bán ha. Còn trong trường hợp mà giá giảm luôn thì khi đó là chúng ta sẽ tìm cơ hội pullback, giá pullback về rồi sau đó chúng ta canh bán. Còn hiện tại thì chúng ta không nên giao dịch nha, tại vì không có tín hiệu và trong cái điều kiện này thì nó cũng không có tạo ra được cho chúng ta những cái mô hình mà có khoảng trống bên trái nữa đâu, tại vì các cái khoảng trống bên trái gần như bị lấp hết rồi đó. Cho nên là hiện tại thì đối với cặp tiền này chúng ta không nên giao dịch hay chúng ta đứng ngoài nhé. Tiếp theo là cặp USD và Yên Nhật. Cặp tiền này thì giá đang hồi về, nó đang hồi về và nó có khả năng nó sẽ retest với cái đỉnh trước. Thì các bạn thấy là giá gần như là nó không có tạo được cái nến nằm trên hoàn toàn cái đỉnh trước. À, có cái nến nằm trên hoàn toàn rồi. Thì nó có thể quay trở về retest lại cái đỉnh trước này nè. Đó, thì nếu như mà chúng ta giao dịch với khi mà giá retest đỉnh trước thì chúng ta thấy rõ ràng là các cái tín hiệu mà ở cái vùng này sẽ không có khoảng trống bên trái đúng không? Thì nó sẽ không có được đẹp. Nên giao dịch ở đây không được xét là lý tưởng cho lắm. Đó, thì tốt nhất là các bạn nên chờ về những cái vùng dưới ha, những cái vùng hỗ trợ bên dưới như là vùng 113.50. Đó, để mà chúng ta canh mua thì sẽ đẹp hơn ha. Đó, chờ về đây rồi chúng ta canh mua sẽ đẹp hơn. Nói chung là cũng tùy, nếu như mà các bạn thấy rằng là giá giằng co ở đây và tạo được cái tín hiệu mà nó có khoảng trống bên trái ít nhất là 7 nến thì các bạn có thể giao dịch được nhé. Còn trong trường hợp nếu không có thì thôi, trường hợp giá giảm luôn thì chúng ta sẽ đợi đến vùng 113.50 này rồi chúng ta giao dịch nhé. Nói chung USD và Yên Nhật thì chúng ta vẫn canh mua là chủ đạo thôi ha. Và tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp USD và Franc Thụy Sĩ. Thì cặp tiền này thì được điểm mua quanh vùng 0.91 này, giá bật lên từ vùng này, mặc dù nó phản ứng với đúng với ngưỡng hỗ trợ nhưng mà nó lại không có tạo được cái tín hiệu cho chúng ta. Nói chung đối với cặp tiền này thì cái xu hướng nó đi không được đẹp lắm ha.
xu hướng đi không được đẹp lắm. Cho nên nếu như trong trường hợp mà nó đến vùng hỗ trợ này mà không tạo được tín hiệu thì thôi chúng ta đứng ngoài nha các bạn. Hiện tại chúng ta đứng ngoài luôn, chúng ta không nên giao dịch ha. Chúng ta đợi cho giá mà nó thực sự hình thành xu hướng một cách rõ ràng. Hoặc là các bạn để ý nha, giá nó pull back hồi về đây một lần nữa thì chúng ta có thể tìm cơ hội chúng ta mua lên lần nữa nha. Đó, còn nếu như trong trường hợp mà giá phá vỡ luôn cái ngưỡng này thôi, anh em đứng ngoài nha, bởi vì đây là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong cái xu hướng tăng ngắn hạn này. Thì nếu mà nó phá vỡ thì coi như xu hướng tăng ngắn hạn này, thì cấu trúc tăng này cũng bị phá luôn. Đó, thì lúc đó chúng ta phải xem xét đợi hành động giá phản ứng như thế nào rồi lúc đó chúng ta mới lên chiến lược được ha. Tạm thời thì cặp tiền này chúng ta không nên giao dịch nha các bạn. Tạm thời chúng ta nên đứng ngoài nhé. Giá phản ứng mặc dù rất là chuẩn với hỗ trợ nhưng mà không có tín hiệu thì phải chịu thôi. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp USD và Canada. Cặp tiền này thì cũng phản ứng khá là đúng với hỗ trợ của 1.26 ha, 1.2630 này. Đó, giá bật lên nhẹ nhưng mà nó không có tín hiệu cho chúng ta. Thì thật ra là cái vùng này cũng không có được đẹp lắm để mua vì giá giảm và tiếp cận cái vùng này với động lượng khá là mạnh. Đó, động lượng mạnh như thế này chúng ta trade cũng rất là nguy hiểm bởi vì nó đi ngược lại với cái động lượng giảm mà. Đó, thì tốt hơn hết đối với lại cái cặp này thì chúng ta nên đợi đến vùng 1.2470. Đó, để chúng ta trade, đây là vùng hợp lưu giữa trendline và vùng giằng co trước đó này, cái vùng đáy trước đó ha. Đây, nguyên cái vùng đáy rất là bự đây này. Đó, thì chúng ta đợi giá hồi về cái vùng trendline này rồi chúng ta canh mua ha, thì ok hơn nhé. Đó, còn đối với vùng hiện tại này thì tạm thời thôi, chúng ta nên đứng ngoài nha, tại vì giá giảm đến đây mạnh quá, tiếp cận mạnh như thế này thì khả năng nó phá vỡ cái vùng này khá là cao ha. Rồi tiếp theo chúng ta phân tích qua chỉ số chứng khoán Mỹ và dầu nhé. US 500 thì hồi về đỉnh trước nhưng mà nó phá vỡ luôn rồi, cho nên ở đây chúng ta xóa cái ngưỡng kháng cự này đi, thì có khả năng là US 500 sẽ quay trở về và nó phản ứng với cái vùng giằng co hợp lưu với trendline tăng, đó là quanh vùng 4600, thì anh em có thể canh mua quanh vùng này ha. Này, chiến lược này tôi đã đưa từ tuần trước rồi, thì các anh em tiếp tục canh mua quanh vùng 4600 nhé. Và xu hướng của chỉ số này thì vẫn đang là xu hướng tăng. Ở đây Thúy xin phép điều chỉnh trendline một tí xíu nhé. Xin phép điều chỉnh trendline một tí xíu cho chuẩn. Rồi, đó thì ở đây các bạn để ý ha, chúng ta sẽ canh mua quanh cái vùng này, quanh cái vùng 4600 này giúp Thúy nhé. Đó, nếu giá chạm vào đây tạo được cái tín hiệu giao dịch thì chúng ta sẽ canh mua. Các bạn để ý này, cái vùng giằng co của chúng ta khá là lớn, giá có thể nó phá vỡ qua trendline và nó phản ứng xuống dưới cạnh dưới của vùng giằng co luôn không thành vấn đề ha, miễn là nó vẫn duy trì được giá phía trên cái vùng giằng co này là chúng ta vẫn mua được nha. Đó, rồi tiếp theo chúng ta phân tích qua US 30 ha. US 30 thì cũng đang hồi về và nó hiện tại thì đang phản ứng với đỉnh trước đó. Đây, các bạn để ý này, động lượng khi tiếp cận với các cái đỉnh trước đó thì nó đang giảm dần đúng không nào? Vì hiện tại thì chưa có tín hiệu nào cả, thì chúng ta tiếp tục chờ ha. Chúng ta tiếp tục chờ, nếu như có tín hiệu quanh vùng này chúng ta có thể canh mua. Còn trong trường hợp không có thì anh em chúng ta đợi về cái vùng 3550 này. Đó, 3550. Đây, để thì đánh dấu ra. Đây cái vùng này, đây các bạn thấy nè, giá phản ứng trước đó này, phá vỡ lên, phản ứng nè, đúng không? Đó, thì các cái vùng này, cái vùng 3550 này là cũng là một vùng hỗ trợ có thể giao dịch. Nhưng mà bản thân Thủy đánh giá đây không phải là hỗ trợ mạnh nha, bởi vì thực ra là nó bị phá giá không tôn trọng rất là nhiều lần rồi. Cho nên là đến đây mà nếu như nó không tạo được tín hiệu thì thôi chúng ta đợi đến cái vùng dưới là vùng 3450 này chúng ta trade luôn ha. Đó, vùng 3450 này là một vùng hỗ trợ quan trọng nhé. Đây. Đây, đó. Rồi, thì các bạn đợi quanh hai vùng nha, 3550 và 3450 ha. Tiếp theo là dầu. Dầu thì các bạn để ý là vào tháng 11, cuối tháng 11 là Thúy có đưa cái tín hiệu mua với cái nến đuôi chuột túi này. Đó, thì hiện tại thì chúng ta đã có lợi nhuận. Để mình đo thử xem nhé. Lợi nhuận này là lợi nhuận 2R, hơn 2R rồi. Thì tiếp chúng ta lúc này thì chúng ta có thể thoát bớt một nửa vị thế, rồi sau đó thì chúng ta giữ cái phần vị thế còn lại đến cái vùng 85 này rồi chúng ta chốt ha. Đó, dầu thì có khả năng sẽ
tiếp tục quay trở lại xu hướng tăng khá là cao. Thì các bạn tiếp tục ha, nếu như mà trong trường hợp mà giá phá vỡ luôn cái vùng đỉnh này, cái vùng đỉnh này là vùng quanh 85.97, tức là quanh vùng 86 á, nó phá vỡ qua vùng 86 thì thôi, lúc đó là chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ tiếp tục kênh mua, và anh em nào mua được rồi thì tiếp tục giữ lệnh ha. Đó. Rồi, thì đó là chiến lược về dầu. Bây giờ chúng ta phân tích qua một vài cặp chéo nhé. Đầu tiên là cặp Euro và franc Thụy Sĩ. Euro và franc Thụy Sĩ thì các bạn để ý là hiện tại là cặp tiền này là đã có cái giá hồi rồi ha. Nó đã có giá hồi rồi. Và giá hồi này chúng ta thấy là giá đi khá là mạnh, đúng không nào? Đó, một loạt các ba cái nến tăng liên tục và đều là nến xu hướng hết, đúng không nào? Cho thấy là áp lực hồi khá mạnh. Và các bạn để ý ha, giá chạm tới cái vùng 1.03 này và bật lên. Vùng 1.03 này anh em nào có theo dõi biểu đồ tuần thì các bạn sẽ thấy rằng đây là một cái ngưỡng hỗ trợ ha. Đây là một cái ngưỡng hỗ trợ. Đó, đây. Đây các bạn để ý ha, vùng 1.03 đây này. Đó, đây là một cái vùng hỗ trợ trên khung tuần. Thì giá chạm vào đúng cái vùng này và bật lên thì có khả năng là với lại các bạn để ý ha, nếu như cây nến này kết thúc là cây nến đóng cửa như thế này thì đây chính là một nến engulfing, đúng không nào? Nó thậm chí là nến bóng lớn luôn á. Đó, thì có khả năng là giá sau đó sẽ bật tăng khá là mạnh. Đó, giá sẽ bật tăng khá là mạnh. Thì trên khung thời gian D1 thì chúng ta thấy là giá nằm trong xu hướng giảm và chúng ta có thể chờ giá hồi đến những cái ngưỡng kháng cự quan trọng của chúng ta giao dịch. Thì ở đây có một vài ngưỡng kháng cự mà Thúy có đánh dấu ra ở đây cho mọi người ha. Đánh dấu ra ở đây thì đầu tiên đó là vùng 1.05. Đây, đây là cái vùng đáy trước đó. Đó, thì các bạn có thể chờ giá hồi về vùng này tìm cơ hội để chúng ta kinh bán nha. Vùng thứ hai đó là vùng 1.06, đây là vùng giằng co nhé. Đó, và vùng thứ ba đó là vùng 1.07 ha. Đó, anh em có thể chờ giá về hồi về vùng này. Đây là vùng đáy trước hợp lưu với rất là nhiều vùng giằng co. Đó, thì các bạn có thể chờ về những cái vùng này rồi chúng ta canh bán theo xu hướng giảm ha. Về động lượng giảm của xu hướng này thì chúng ta thấy là vẫn đang rất là tốt ha. Vẫn đang rất là tốt. Đó. Rồi, tiếp theo. Chúng ta phân tích qua cặp Canada và Yên Nhật. Canada và Yên Nhật thì tuần trước nữa là Thúy có đưa tín hiệu mua quanh cái với cái mô hình nến engulfing này, với cái nến tăng này thì hiện tại là đã có lợi nhuận rồi, đúng không nào? Đã có lợi nhuận rồi, đó là lợi nhuận là 3R rồi. Đó, thì hiện tại với lợi nhuận như thế này là chúng ta đã có thể chốt một phần vị thế rồi ha. Chốt một phần vị thế để mà chúng ta đảm bảo được cái chúng ta bảo vệ được cái lợi nhuận mà chúng ta thu được. Còn phần vị thế còn lại thì chúng ta đợi tiếp hành động giá cho đến cái vùng đỉnh quanh vùng 93 này. Nếu như giá tiếp cận vùng này với động lượng mạnh thì có khả năng nó sẽ phá vỡ khỏi cái đỉnh này và nó tạo đỉnh mới. Và khi nó tạo đỉnh mới á thì chúng ta sẽ tiếp tục mua theo xu hướng tăng, tức là chúng ta sẽ, ai mà mua được rồi sẽ tiếp tục giữ lệnh, còn ai chưa mua được thì tiếp tục đợi giá hồi về chúng ta canh mua ha. Đó, nhưng mà các bạn để ý này, ở đây thì các cái đợt hồi giá của cái cặp tiền này nó bắt đầu mạnh hơn rồi, đúng không nào? Nó mạnh hơn rồi. Đó, cho nên đó là lý do vì sao mà giá mà muốn tăng lên để tạo đỉnh mới nó phải cần nỗ lực rất là lớn. Nếu như nỗ lực đó không có đủ mạnh, không phá vỡ được cái đỉnh này thì có khả năng nó sẽ tạo ra fail break, và tạo ra fail break thì giá có thể quay trở về. Và nếu như nó tạo cú hồi sâu hơn thì có khả năng thị trường đảo chiều rất là cao. Đó, nên là nếu như anh em nào thấy fail break ở 93 thì chúng ta nên thoát hết toàn bộ lệnh ha. Rồi. Tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp bảng Anh và Yên Nhật. Cặp tiền này thì Thúy có tuần trước nữa thì Thúy có đưa là chiến lược mua với mô hình Wami với cái nến này, đúng không? Đó, thì các bạn thấy rằng là giá tăng rất là mạnh. Nó gần như là tiếp cận đến vùng đỉnh trước luôn á. Thì ở đây là chúng ta sẽ xem là giá nó đi được khoảng tầm gần gấp 3 ha, gần gấp 3. Đó. Thì 2.5R
Thì đến cái thời điểm này là anh em đã có thể thoát một phần vị thế rồi ha. Giá mà tăng liên tục như thế này rất là dễ có những cái cú hồi. Đó thì các bạn thấy nè, các cái cú hồi của bảng Anh và Nhật nó cũng đã bắt đầu sâu hơn rồi, đúng như là sâu hơn và bắt đầu mạnh hơn rồi. Đó, cho nên là ở đây các bạn nếu như mà giá chúng ta thấy giá tiếp cận cái vùng đỉnh trước này rồi thì chúng ta nên thoát bớt một phần vị thế đi, ít nhất cũng phải là 1/3 nha. Đó. Rồi phần còn lại chúng ta sẽ xem xét xem giá có phá vỡ được cái đỉnh này hay không thì chúng ta sẽ giữ lệnh. Còn nếu như mà trong trường hợp giá không có phá vỡ được vùng đỉnh này thì lúc đó chúng ta sẽ bắt buộc thoát hết toàn bộ vị thế để chúng ta bảo vệ cái lợi nhuận nhé. Đó. Nói chung là miễn sao cái tỷ lệ RR đạt được cái yêu cầu chúng ta là ok rồi ha. Tiếp theo chúng ta phân tích qua cặp bảng Anh và Canada. Mọi người, bảng Anh và Franc Thụy Sĩ ha. Cặp tiền này thì đã hồi về cái vùng bán của chúng ta rồi. Các bạn nhìn vào cái cặp tiền này chúng ta thấy là giá tăng rất là mạnh này, đúng không nào? Đi một loạt các nến tăng này. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là đến cái vùng giằng co này thì nó bắt đầu nó phản ứng này, đúng chưa nào? Thì các bạn thấy là ở đây hiện tại thì vẫn chưa có cái setup giao dịch nào cả. Đó, cho nên nếu như mà trong trường hợp giá không có tạo được cái setup trade nào cả thì các bạn đứng ngoài. Còn trong trường hợp mà giá tạo được cái vùng một cái tín hiệu nào đó mạnh mẽ như là đuôi chuột túi hộp bóng lớn thì anh em có thể canh bán ở cái vùng đỉnh này ha, cái vùng giằng co này. Đó. Đây là một cái vùng khá đẹp để trade ha. Rồi, tiếp tục cặp Euro và Yên Nhật. Cặp này thì Thủy có đưa chiến lược mua quanh vùng với mô hình nến mô hình Wami với cái nến tăng này rồi. Và hiện tại thì cũng đã có được lợi nhuận rồi ha. Lợi nhuận này nó cũng phải rơi vào tầm hơn 3R ạ. Hơn 3R tí xíu. Đó thì chúng ta sẽ chốt lệnh khi mà giá tiến đến vùng 132 là chúng ta chốt được rồi ha. Còn anh em nào mà không muốn đêm dài lắm mộng thì chúng ta thoát luôn cũng được. Rồi chúng ta đợi vùng 132 này chúng ta xem phản ứng của giá rồi chúng ta canh bán theo xu hướng giảm ha. Đó. Rồi thì tuần trước là Thúy có thấy một bạn là yêu cầu phân tích qua cặp bảng Anh và New Zealand. Đó, thì Thúy sẽ phân tích thêm cái cặp tiền này ha. Rồi, ở đây thì đầu tiên là Thúy lên khung thời gian tuần trước ha, để cho mọi người nắm được cái phân tích của Thúy luôn. Ở đây là cặp tiền này là đang nằm ở trên ngưỡng kháng cự của khung tuần này ha. Đây, kháng cự rất là rõ này, các điểm chạm, nhưng mà đây mình chỉ cần vẽ đến đây là được rồi. Tiếp theo này, các bạn để ý nhé, nguyên một cái đám giằng co ở vùng này này, đúng chưa? Nguyên cái vùng vùng số tròn này này. Đó, rồi, đây này, vùng đáy ha. Đó. Rồi tiếp theo, những cái tiểu vùng như thế này nó cũng sẽ có ảnh hưởng ha. Nhưng mà đối với lại trên khung tuần thì chúng ta sẽ vạch ra những cái vùng hỗ trợ kháng cự và rõ ràng nhất là được rồi. Sau đó chúng ta quay trở về khung thời gian D1, chúng ta tìm xem cái xu hướng trên D1 là gì ha. Thì rõ ràng chúng ta thấy là trên D1 là đang nằm trong xu hướng tăng giá này. Giá đang tăng này, đúng chưa nào? Giá đang tăng. Đó. Thì giá đang tiếp cận cái đỉnh của khung tuần đúng không nào? Kháng cự khung tuần thì chúng ta thấy rằng là giá tiếp cận cái kháng cự này với động lượng khá là mạnh này, giá đi khá là liên tục ha. Đó thì có khả năng, rất có khả năng thị trường sẽ đảo chiều khi mà gặp phải cái kháng cự mạnh như thế này với cái kiểu hành động giá đi liên tục như thế này ha. Đó thì chúng ta để ý nha, chúng ta xem xét này, nếu như mà động lượng ở cái vùng này mà yếu đi và tạo được cái tín hiệu bán đẹp cho chúng ta thì chúng ta có thể canh bán. Và cái mục tiêu lợi nhuận của chúng ta đầu tiên là ở quanh vùng 1.97 và vùng tiếp theo là vùng 1.93. đó, đây là những cái vùng đáy trước đó, mà vùng đáy này là những cái vùng đáy mà khá là quan trọng ha. Rồi, còn cái vùng chốt lời xa nhất đó là quanh vùng dưới vùng 1.89 lận. Đó, nói chung với cái cặp tiền này thì hiện tại chúng ta có thể canh bán. Trong trường hợp không có tín hiệu mà nó phá vỡ luôn vùng này thì tốt nhất là chúng ta nên đứng ngoài nha, chúng ta không có nên canh mua vội đâu ha. Tại vì là thị trường mà tăng quá mức như thế này thì có khả năng đảo chiều rất là cao. Thì hiện tại là chúng ta không nên canh mua trong cái điều kiện này nhá. Đó, xu hướng này nó tăng mạnh quá, cái cơ hội mà chúng ta canh mua như thế này thì nó cũng khá cao rồi. Rồi, ok, thì bài phân tích của Thúy tới đây là kết thúc rồi. Anh em nào mà có gì thắc mắc thì cứ để lại comment bên dưới clip cho Thúy ha. Hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like và share video clip nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.